Em Thảo Hoa Lan, mến chào tất cả các anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Phiên buổi chiều tối ngày 10 tháng 8 năm 2019, em Thảo xin kính chúc cả gia đình mình luôn mạnh khỏe, sưu tầm được cho mình thật nhiều giò hoa lan đẹp và luôn bình an và luôn mạnh khỏe để chúng ta có thể chăm sóc những cây hoa lan của chúng ta thật là tốt, đúng không ạ? Và cô chú anh chị để kết nối với em Thảo theo 3 số điện thoại 0848 626 228, 0965 495 087, 0363 929 228 là 3 số điện thoại của em Thảo. Cô chú anh chị có thể kết nối. Và nếu mà không gọi được cho em Thảo thì hãy nhắn tin nhé. Bởi vì là nhiều khi là cuộc gọi đến bị chen thì sẽ dẫn đến là cuộc gọi chúng ta bị gián đoạn và chúng ta sẽ không đặt hàng được, đúng không ạ? Và ngày hôm nay gia đình em về một số mặt hàng mới, em sẽ quay và giới thiệu đến cả nhà. Và bây giờ thì thời tiết đang rất là nóng nên là gia đình em Thảo vẫn chưa làm hàng rừng. Khi mà em gửi cho cả nhà thì hay bị trột cây này, bị úng cây, nên là khoảng tầm tháng 8, tháng 9 âm lịch khi trời mát thì gia đình em sẽ lại về rất là nhiều những cái hàng rừng để phục vụ quý anh chị em nhá. Và bây giờ thì em sẽ quay từng mặt hàng cho anh chị em cùng giao lưu ạ. Và đây chính là một cái dòng hoa dáng hương Samurai ở Nhật Bản, là một cái dòng hoa quý ở Nhật Bản đấy ạ. Và ở thời Edo ở Nhật Bản cách đây khoảng tầm 400 năm về trước đấy ạ. Đây là một cái dòng hoa tôn kính, chỉ những tầng lớp cao quý như là Samurai và Shogun mới được phép sở hữu đấy ạ. Và những người ở có địa vị bình thường ạ, khi mà đến gần cái cây hoa này thì theo truyền thuyết em kể lại đấy ạ, thì phải cầm một cái tờ giấy và che miệng vào rồi mới được thở vào cây này đấy ạ. Và như cả nhà nhìn thấy này, đây là cây mật bông, nó là trắng tinh luôn nhá, là do là trong quá trình vận chuyển nên là cây của nó bị xước ở cái mũi này thôi ạ, chứ nó trắng tinh hết. Và như cả nhà đang nhìn, khi mà như này thì rất là giống với con thiên nga đang bơi ở trong hồ, đúng không ạ? Cây rất là đẹp và mặt bông rất là xinh. Và cái dòng hoa này rất là thơm và hầu như là nở được quanh năm đấy ạ. Hoa nở thành từng chùm và có mùi hương vani cực kỳ là ngọt ngào luôn ạ. Em nhìn như này thôi ạ, chỉ một hai bông thôi là đã thơm hết, nức nở hết luôn ạ. Và đây là cái dòng hoa biểu tượng cho sự cao quý và giàu có đấy ạ. Và cái dòng hoa này đẻ rất là nhanh và hoa nở được gần như là quanh năm nhé cả nhà nhé. Đấy, mỗi một chậu gồm có hai thân như này, em bán là 280.000. Đó. Hoa trắng tinh nhé cả nhà nhé. Đấy ạ. Nhưng mà em trong quá trình vận chuyển đấy, nó cái mũi của nó bị ảnh hưởng thôi. Nhìn giống như con thiên nga ấy, đúng không ạ? Đây này. Cái cổ dài xinh, đúng không ạ? Đó. Em Thảo xin giới thiệu cả nhà, đây chính là cây phi điệp năm cánh trắng hiển oanh, hàng gieo hạt của gia đình em. Và như cả nhà biết rồi, đúng không ạ? Nó là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và sưu tâm. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ từ 50-60%. Và riêng không nói về đến mặt cây thì chúng ta chỉ nhìn thấy cây của nó thôi ạ, đến mặt bông thôi ạ. Ta nhìn thấy cây của nó thôi là chúng ta rất là đáng để sưu tầm, đúng không ạ? Đó, như cả nhà đang nhìn đây. Đó, cây nó rất là đẹp. Em bán với giá ngày hôm nay giá cũng mềm thôi ạ. Bình thường em bán 315.000 một cây, đúng không nào? Ngày hôm nay em Thảo chỉ bán với giá là 280.000 một cây. Và cây của nó cao vào khoảng tầm 15-20 cm. Cây nó không quá là cao đâu nhá cả nhà nhá. Dạ, đấy. Em sẽ đo cho cả nhà xem này, cây nó không quá là cao đâu. 20 cm này, 15 cm. Đó. Mua hai cây này em bán là 550.000 nhé cả nhà nhé. 550.000 được hai cây. Đó, rất là đẹp, đúng không ạ? Lá của nó là cái lá rất là đẹp luôn. Đó, các bạn lá cứng, sờ rất là thích luôn đấy ạ. Cái thân của nó cũng là thân to như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đó. Và tiếp theo đây chính là cây cử bảo tiên của gia đình em Thảo. Đó. Cây cử bảo tiên này. Em bán giá ngày hôm nay cũng rất là mềm luôn nhá. Bình thường là em bán là 250.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay em chỉ bán 230.000 thôi ạ. Mua một cặp em bán với giá là 400 thôi nhá. 400.000 một cặp cây cử bảo tiên. 1 2 3 4 5 6 7 8, chủ yếu là 8 cặp lá trở lên và có hương thơm rất là thơm và được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích, đúng không ạ? Cái dòng này chúng ta có thể trồng được và chúng ta ghép đều được nhá. Cây này rất là xinh. Đó, và gia đình em thì đang chuẩn bị, em đang để hàng như này thôi, lát nữa em sẽ lấy lên giá rất là nhiều bởi vì là em đang làm hàng, hàng về muộn quá nên là em quay hàng muộn. Đó, cử bảo tiên 230.000, mua 2 cây là 400.000 nhá. Và tiếp theo đây chính là cây phi điệp mỹ nữ Trung Hoa. Như cả nhà đang nhìn đấy ạ, cây của nó cũng không cao lắm đâu ạ. Đó, thân của nó như cả nhà có nhìn thấy này. Đó, mỹ nữ Trung Hoa này em bán với giá là 230.000 một cây. Mỹ nữ Trung Hoa nhá, có mặt bông rất là đẹp,
như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này, đây chính là mặt bông của nó này. Đó, đây. Nó cũng cao thì khoảng từ 15 cho đến 20 cm thôi. Đó. Một chậu nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Mỹ nữ Trung Hoa nhá cả nhà nhá. Em bán là 230.000 một chậu. Mua 2 chậu thì em bán là 400.000 2 chậu nhá. Đó. Rất là xinh luôn cái thân của nó này. Nhìn thân nó mập, rất là thích luôn đấy ạ. Và tiếp theo em xin giới thiệu đến cả nhà, đó chính là một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Đó chính là kiếm. Đấy. Mỗi một chậu kiếm như này thì em bán giá rất là mềm luôn. Đó, đều đang đẻ con rất là khỏe luôn này. Kiếm lần này đẹp hơn kiếm lần trước ạ. Đây là kiếm hổ Đài Loan nhé cả nhà nhé. Cây này khỏe, mọc khỏe không ạ? Rất là khỏe. Em bán giá rất mềm. Đó. 250.000 một chậu thôi. Chậu kiếm này xinh hoa, bản lá cứng thẳng dựng lên rất là xinh và có mặt bông thì rất là đẹp. Đó, đây là kiếm của Đài Loan nhé cả nhà nhé, không phải là kiếm rừng đâu ạ. Đó, rất là xinh. 250.000 một chậu kiếm. Cực kỳ là xinh, mặt bông như cả nhà đang nhìn thấy đấy ạ. Này, mà mỗi một chậu có hai thân rồi lại có hai mầm này, có chậu thì có 3 thân rồi lại hai mầm, nói chung là cây kiếm lần này đẹp lắm. Anh chị em nào mà đang muốn luyện kiếm, muốn chơi kiếm thì chúng ta có thể chơi. Và đã chơi rồi thì chơi mặt bông ạ. Chúng ta không quan tâm nó là xuất xứ như thế nào, chỉ cần mặt bông đẹp thôi là nó rất là có giá trị đúng không ạ? Giống như phi điệp bây giờ nam cánh trắng nào là hồng các kiểu ấy thì ở bên Thái, bên Đài qua thì nó cũng rất là giá trị. Ví dụ như là cây hồng xòe thì nó cũng có xuất xứ, cũng không phải là ở nước mình đúng không nào? Đó. Đây, kiếm này. Đó, kiếm em bán là 250.000 một chậu. Và đây chính là cây phi điệp mắt đỏ Hòa Bình, hàng gieo hạt của gia đình em Thảo. Là một trong những cái dòng hoa rất là đẹp đúng không ạ? Đây, chỉ cần một giọt nước đi vào trong cái đôi mắt của cái cây mắt đỏ Hòa Bình thôi là nó sẽ bị đỏ thẫm ra giống như là bị chảy máu luôn đấy ạ. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ khoảng từ 50 cho đến 60%. Và anh chị em nào mà muốn sưu tâm thì chúng ta có thể sưu tâm. Bởi vì là riêng cái dòng chơi thân thôi thì cũng ra xinh rồi đúng không ạ? Gia đình em Thảo vừa mới phun chống thối nhũn xong nên là nó còn hơi xanh một chút này. Đó. Đây. Mỗi một chậu nó rất là đẹp này. Em bán là 270.000 một chậu. Đó. Và đây chính là cây phi điệp hồng Yên Thủy của gia đình em. Có cái mặt là cây rất là đẹp. Đây. Và có rất là nhiều đầu nhé cả nhà nhé. Từ 3 cho đến 4 đầu. 4 đầu, 3 4 đầu. Rất là đẹp. Đây. Mỗi một chậu thì nó không quá cao đâu, nó chỉ khoảng tầm cao là 10 cm đấy. Đây, đây cao 10 cm này. Đó. Cũng vậy, nó có cây nó thấp hơn một chút nhưng mà nó đẹp lắm này, nhìn thân của nó thôi này. Cả nhà có nhìn thấy nhìn thân của nó thôi là chúng ta rất là yêu rồi đúng không ạ? Đó. Đây. Đó. Đây. Đẹp lắm, ở bên trong này cũng vậy, em đang gói hàng để gửi cho cả nhà đấy ạ. Đó, hồng Yên Thủy là một trong những cái dòng hoa gia đình em được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đấy ạ. Đó, em bán với giá là 270.000, mua 2 chậu là 500.000 nhé cả nhà nhé. Rất là xinh xắn, dễ thương luôn đây này. Đẹp quá là đẹp luôn đấy ạ. Và bên này đây ạ, đây chính là cây phi điệp núi chúa của gia đình em này. Đó, thân của nó không được xanh lắm đâu, nó vẫn tím tím nhá. Đó, đây. Cây của nó mập một chút. Đó, mập hơn so với cây mắt đỏ Hòa Bình. Đó. Phi điệp núi chúa này em bán là 250.000 một chậu. Đó, hàng vừa mới về nên là em phải quay luôn để không là trời tối. Vì là mỗi lần em Thảo quay là em Thảo sẽ chỉnh lại cái video để cho chúng ta có cả mặt bông luôn nên là nó sẽ hơi lâu một chút này. Đó. Phi điệp núi chúa này là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Và em còn có một ít hàng gái nhảy gieo hạt của gia đình em. Và như cả nhà biết rồi đúng không ạ? Phi điệp gái nhảy là một trong những cái dòng hoa có mặt bông rất là đẹp và mặt hoa rất là quyến rũ. Và cái dòng hoa này thì nếu mà anh chị em nào đã từng chơi thì rất là muốn sưu tầm đúng không ạ? Đó, và em đang làm hàng thì cây của nó thì không cao bằng cây hồng Yên Thủy đoạn, cây nó thấp hơn hồng Yên Thủy một chút. Là mỗi một chậu của nó chỉ cao khoảng từ 10 cho đến 12 13 cm thôi. Đây ạ. Cây nó còn rất là bé. Đó. Và cái cây của nó thì có 5 cánh trắng rất là bay này. Mắt của nó hồng và lưỡi của nó rất là xinh. Và em bán với giá là 240.000 một cây. Mua 2 cây là 450 nhá cả nhà nhá. Rất đẹp luôn đấy ạ. 2 đến 3 thân tơ, rất là xinh nhưng mà cây nó thấp thôi ạ, cây nó không to bằng cây hồng Yên Thủy đâu nhá. Nó ngắn hơn hồng Yên Thủy một chút. Đó.
Và em có một ít trầm trắng hàng rừng gieo hạt của gia đình em Thảo này. Hiện tại thì em chỉ còn có mấy cây thôi này. Đó, em bán với giá cực kỳ mềm luôn ạ. Em bán là 180.000 một chậu. Chậu rất là xinh nhá, cao khoảng từ 18 cho đến 20 cm. Đấy, 180.000 một chậu thôi ạ. Anh chị em nào mến thì có thể sưu tầm. Hiện tại chỉ có 6 cây thôi, mặt bông như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đấy ạ. Rất là xinh xắn đúng không ạ? Giới thiệu cả nhà, đây chính là phi điệp 5 cánh trắng Hải Dương của gia đình em Thảo. Đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ khoảng từ 70 đến 80%. Có mỗi cây thì khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Em bán với giá là 220.000 một chậu. Mua từ 2 cây thì em sẽ bán là 400.000 nhá. Đấy ạ, cái rất là đẹp. Đó. Cái rất là xinh luôn. Khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Năm cánh trắng Hải Dương nhé cả nhà nhé. Và đây chính là cây phi điệp hồng mỹ nhân của gia đình em Thảo. Như cả nhà đang nhìn này, đây là nhìn cận cảnh thân xanh nhé cả nhà nhé. Riêng cái cây hồng mỹ nhân này là thân xanh đấy ạ. Đó. Nó rơi mỗi một chậu khoảng tầm 3 đầu, 4 đầu. Rất là đẹp. Đấy. Và mỗi cây của nó thì nó cũng không quá là ngắn đâu. Để em Thảo quay cho cả nhà nhé. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ từ 70 đến 80%. Và cái dòng hoa này thì trong quá trình em bán hoa lan ấy thì được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Và cái giá của cái hồng mỹ nhân ấy, nếu mà anh chị em nào mà quan tâm thì biết rồi đúng không ạ? 15 triệu trên 1 cm cho một ki nhá cả nhà nhá. Thì ví dụ như là một cái ki mà khoảng tầm 10 cm là rơi khoảng tầm hơn 100 triệu đúng không ạ? Một con số rất là khủng. Và thứ hai nữa đó chính là nó còn cao hơn cả hiển oanh cơ. Hiển oanh hiện tại thì chỉ có 7 triệu trên 1 cm thôi. Đó đây. Đó. Và cây hồng mỹ nhân này đây rất là đẹp ạ, từ 3 cho đến 4 đầu, rất là xinh. Có cây này nó bé hơn chút này. Đó. Em bán với giá là 280.000 một chậu. Mua 2 chậu là 450 nhá. À nhầm, 550 nhá. Mua 2 chậu là 550 cả nhà nhá. Và đây chính là cây phi điệp hồng xòe hàng gieo hạt của gia đình em Thảo này. Hàng cũng vừa mới về. Đó, không có nhiều đâu. Và em bán với giá là 250.000 một chậu. Cây lá của nó rất đẹp đấy, như cả nhà nhìn thấy này, lá của nó lá mít này. Nó giống với lá cây vàng luôn. Đây này. Em vừa mới phun nước vô trong xong nhìn nó còn hơi trắng trắng. Cây rất là khỏe và cây của nó cao khoảng từ 18 cho đến 20 cm thôi ạ. Đó, cây nào cũng xinh. Đó. 250.000 một cây nhá. 250.000 một chậu. Nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương này. Và chúng ta chưa cần biết mặt hoa của nó như nào, mà chúng ta chỉ cần nhìn thân thôi là chúng ta đã muốn chơi hoa, muốn chơi thân đúng không ạ? Đây, 250.000. Và đây chính là cây phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ, hàng gieo hạt của gia đình em Thảo. Đã vừa mới về hàng sau bao nhiêu sự chờ đợi đúng không ạ? Và như cả nhà đã biết rồi, phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ có mặt bông mẹ rất là đẹp. Và là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Và giờ đây gia đình em vừa mới về hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ từ 70 đến 80%. Và cây nhìn này nhà chúng ta chơi thân thôi thì cũng rất là xinh rồi đúng không ạ? Chúng ta có thể mua 5-6 chậu về, chúng ta đặt vào trong một chậu thì nó sẽ rất đẹp đúng không ạ? Đấy, như cả nhà nhìn này, cây rất là xinh. Đó. Và bình thường em bán là 280.000 một chậu đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán rất là mềm luôn ạ. 260.000 một chậu. Mua 2 chậu em bán là 250.000. Đấy. Cây mà nó xinh như này thì tốt nhất chúng ta nên mua 2 chậu. Để chúng ta trồng vào một trong cái giỏ thì nó sẽ xinh hơn đúng không ạ? Từ 2 chậu trở lên. Và mỗi một thân của nó sẽ rơi vào khoảng từ 18 cho đến 20 cm. Và mỗi một chậu gồm có 2 thân. Đó, và là một trong những cái dòng hoa rất đẹp đúng không ạ? Ngày hôm nay em Thảo bán cũng rất là mềm ạ, bán chỉ có 260.000 thôi. Bình thường em bán từ 280 cho đến 320, 350 đúng không ạ? Ngày hôm nay bán giá mềm hơn, cây lại xinh hơn đúng không ạ? Đấy, nên là anh chị em nào mà đặt hàng thì cứ gọi điện trực tiếp cho em Thảo. Và nếu mà gọi điện mà không được thì có thể nhắn tin, bởi vì là rất nhiều cô chú anh chị gọi điện đến cho em Thảo và đặt hàng. Tuy nhiên rằng là máy bận thì có thể nhắn tin cho em thì em sẽ check một cách nhanh nhất đúng không ạ? Đây này, đấy, em đo cho cả nhà xem này. Đó, có cây thấp hơn, có cây cao hơn này. Đấy, mỗi một chậu rơi vào khoảng từ 18 đến 25 cm. Đó, rất là đẹp. Là vì là trời mưa của gia đình em Thảo trên Lạng Sơn mưa nên là gia đình em đã cất vào trong trong này để cho thoáng hơn và nó sẽ tắt nước để em gửi cho cả nhà đấy ạ.
Và em xin giới thiệu đến cả nhà, đó chính là một cái dòng hoa trầm. Và trầm nằm trong top 10 loại hoa lan có mặt bông đẹp nhất, thơm nhất và xinh nhất đúng không ạ? Nếu mà anh chị em nào mà đã từng chơi hoa lan thì hoa trầm năm cánh trắng này thì không thể thiếu trong bộ sưu tập của mình đúng không ạ? Riêng đối với trầm năm cánh trắng này, gia đình em bán giá cũng rất là mềm ạ. Nếu mà anh chị em để ý ở trên thị trường thì người ta bán khoảng từ 250 cho đến 350 một chậu như thế này, như em Thảo đang cầm này đây. Và giờ đây thì em Thảo bán giá cực kỳ là mềm, bởi vì em Thảo chạy số lượng, em bán với giá là 200.000 một chậu, mua 2 chậu thì em bán 350 nhá. Đó, đây ạ. Đấy, trầm năm cánh trắng như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây, chính là mặt bông của nó rất là xinh xắn, dễ thương đúng không ạ? Đấy, và nếu mà anh chị em nào mà đã yêu mến trầm rồi thì hãy sưu tầm cho mình một giò. Chúng ta có thể mua 2-3 giò và chúng ta trồng vào một chậu để cho nó to, nó đẹp hơn và nở nó sẽ rất tưng bừng luôn đấy ạ. Đấy, cái dòng hoa hoàng tử áo đỏ hay gọi là ren red ạ, làm cái dòng hoa may mắn và đem lại tài lộc cho người trồng. Và đặc biệt là những cái dòng hoa này thì hôm vừa rồi em có lấy về được hơn 10 cây để dành cho một anh chị em để họ mua về để họ tặng tân gia ấy. Đó, và cái dòng hoa này là cái dòng hoa phong thủy rất là tốt. Họ sẽ có thể mua về để là trưng bày, để triển lãm của ở công ty này, hoặc là để ở tặng tân gia hoặc là khai trương, đặc biệt là tại các sân vườn nhà rất là đẹp. Và cái dòng hoa này có thể ghép vào gỗ hoặc là trồng vào trồng cành cũng được. Ví dụ như ta trồng như này cũng được, đều được đấy ạ. Đó, cây rễ của nó này, cái rễ gió của nó rất là dài. Và cả nhà nhìn thấy không ạ? Em nhìn thấy cây này là em mê luôn, bởi vì nhìn này, nhìn riêng cái mã của nó ở ngoài thôi, chúng ta chơi cành chơi lá. Chơi cành thôi, chơi lá thôi đã xinh rồi đây này. Hơi giống với cây đai châu đúng không ạ? Nhưng mà nó lại không phải là đai châu mà nó lại là hoàng tử áo đỏ này. Đó, mặt bông như cả nhà đang nhìn này. Đây này, cả nhà có nhìn thấy cái rễ gió rất là dài. Đó. Đây, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Và cây nào nó cũng xinh, từ 5 đến 6 cặp lá, 7 cặp lá trở lên. Đó, cây hoa nở vào Tết và đặc biệt được nhiều cô chú anh chị yêu thích quá nên là gia đình em ngày hôm nay em lấy về. Và tiếp theo em xin giới thiệu đến cả nhà, đó chính là dáng hương đuôi chồn trắng. Chồn trắng hay gọi là chồn bạch tuyết của gia đình em Thảo, cô chú anh chị hay trêu em, đó chính là chồn bạch tuyết 7 chú lùn đúng không ạ? Và để một cái giò to hơn thì anh chị em có thể mua một vài cây về chúng ta ghép chung một giò. Đó, đây, tình trạng của cây của nó như thế này. Và cây của hoa của nó rất là xinh và thuộc dòng dáng hương. Cây của nó rất là sai bông đúng không ạ? Đó, đây, em sẽ đo cho anh chị em có thể xem nhá. Nó cũng không quá to đâu, nó là hàng thanh niên. Đấy, nó là hàng thanh niên nhé cả nhà nhé. Cây xinh xắn dễ thương không ạ? Em bán 190.000 một cây. Đó, hoa trắng buốt như nhà nàng bạch tuyết bước từ trong rừng ra đúng không ạ? Đấy, xinh quá là xinh luôn. Số lượng thì em Thảo cũng không có nhiều đâu. Ngày hôm qua thì rất nhiều cô chú anh chị đã đặt hàng rồi đúng không ạ? Và hôm nay gia đình em đã gửi hàng đi rồi. Và cái lá của nó thì là có một cái điểm rất là đặc biệt ở chỗ, nó chính là nó bị, nó có răng cưa như thế này. Nó là một cái điều rất là hay ở cái cây lan đúng không ạ? Và có một số anh chị, bởi vì là em cũng không nói nên là anh chị em lại bảo là em cắt vào, nhưng mà cây nào nó cũng có. Đây này, cây nào nó cắt vào như này rất là đặc biệt, rất là hay. Là cái điểm nhấn của cái cây dáng hương đuôi chồn này đấy ạ. Đó, chồn bạch tuyết 190.000 một cây. Đó. Hoa nở báo Tết, Trung Thu nhé cả nhà nhé. Và đây chính là cặp đôi hoàn hảo, đai châu hồng chớp và đai châu hương vàng sắc nguyệt. Và cái dòng hoa này lần đầu tiên xuất hiện ở trên thị trường Việt Nam mình đấy ạ. Nó là kết quả của 3 dòng hoa đẹp nhất lai với nhau, đó chính là đai châu này, Vanda và dáng hương Bangkok Sunset đúng không ạ? Hay gọi là hoàng tử đấy ạ. Và đây là một cái dòng hoa rất là thơm, hoa nở được vài lần trên một năm. Và cái dòng hoa rất là đáng để sưu tầm đúng không ạ? Và gia đình em Thảo thì bán thì toàn là những cái cây có màu rất là đẹp và đặc biệt đúng không ạ? Đây cả nhà có nhìn thấy này, cây của nó, đây ạ, 1 cặp này, 2, 3, 4, 5, 5 cặp lá trở lên nhé cả nhà nhé. Đây ạ, cây của nó không phải là chơi, không phải là quá to, nhưng mà riêng cái dòng này chơi thân thì cực kỳ là xinh đúng không ạ? Chúng ta có thể ghép vào lũa hoặc là chúng ta trồng vào giỏ, nó đều xinh hết nhé cả nhà nhé. Đó, và em có hai cây, đây chính là cây hồng chớp nhé cả nhà nhé. Đây là cây hồng chớp mặt bông như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Và tiếp theo đây chính là cây hương vàng sắc nguyệt ạ. Đó, như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đây ạ,
Cả nhà có nhìn thấy ở trên màn hình đây có mặt bông nó đẹp đúng không ạ? Cây của nó rất là giống nhau. Và gia đình em sẽ phân biệt bằng cách là gia đình em sẽ ghi vào trong cái thẻ này cho anh chị em có thể là nhận biết nhá cả nhà nhá. Đó, hoặc là em sẽ ghi bút mực vào. Đó. Và em bán mỗi cây là 250.000 một cây ạ. Mua 2 cây là một cặp đôi đấy thì em sẽ bán với giá là 450 nhá. Nếu mà mua một cặp đôi đấy ạ. Đó, nếu mà mua một cặp đôi là như thế này. Đó. Và đây chính là đai châu hay gọi là ngọc điểm hay gọi là nghinh xuân đúng không ạ? Đây là con đai châu màu hồng cánh sen của gia đình em. Và em có phun nước vô trong em còn hơi trắng trắng nhá cả nhà nhá. Đấy. À, khoảng từ 9 cho đến 11 lá, 10 lá rồi. Đó, cây này là lá xếp rụt rịt đúng không ạ? Riêng đối với đai châu thì nó càng xếp càng rụt rịt thì nó lại càng có giá trị đúng không ạ? Đây này, nhìn này. Đấy. Và cái màu hồng này thì là một trong những cái màu không có nhiều ở trên thị trường và là cái màu VIP, giống như là phi điệp có kỳ chỉ 50.000, có kỳ cũng rơi vào khoảng tầm 1 triệu, 2 triệu đúng không ạ? Hoặc là có kỳ thậm chí là theo cm là 10 triệu trên 1 cm luôn đúng không ạ? Và đai châu cũng vậy, gia đình em Thảo luôn cung cấp cho anh chị em những cái cây đai châu biết màu và những cái màu thực sự là rất là hot và rất là ít và rất là đẹp cho anh chị em cùng sưu tâm. Đó, mỗi bình thường em bán là 380.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay chỉ còn có mấy cây em bán với giá là 350.000. Cây nó không quá là to nhé, nên anh chị em nào mà yêu cầu to thì em Thảo không có. Đấy, em Thảo chỉ có những cái cây nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng mà nó cái màu rất đẹp, rất là VIP ạ. Đó, 350.000 một cây đai châu hồng cánh sen nhá. Và đây chính là những cái chậu châu đôi của gia đình em Thảo. Và theo màu sổ số nhá, có cả màu trắng này, màu tím đỏ này, màu đỏ chớp này. Nói chung là những cái cây nào mà em chắc chắn thì em mới dám ghi, còn không là tỷ lệ em sợ ghi ra là sai là chết dở luôn đấy ạ. Đây, đỏ đốm này, đỏ chớp này, đó, màu trắng này. Đó, có rất là nhiều và em sẽ bán theo mà mặt bông sổ số nhá. Như cả nhà đang nhìn đấy ạ, cây cỡ của nó cũng rất là to đúng không ạ? Lá của nó cũng rất là đẹp. Nó khoảng 3 đến 4 cm này. Đấy, 4 rưỡi này. Rất là đẹp luôn. Đây, bề ngang của nó nhé. Cây này rơi khoảng tầm mấy lá nhá. Em xem nào. 1 lá, 2, 3, 4, 5, 6 lá. Mỗi một cây rơi khoảng tầm 6 lá. 4, 5, 6. Có cây thì nhiều hơn một chút. Đó, nhưng là nói chung là một cái chậu này thì cực kỳ là đẹp luôn. Như cả nhà đang nhìn này. Riêng cái bản lá của nó cũng rất là đẹp. Đó. Em bán với giá là 380.000 một cặp này. Đó, 380.000 một cặp nhá. Toàn những cái màu rất đẹp thôi. Đó, nhưng mà em Thảo nó không chắc chắn nên em Thảo cũng không dám ghi. Cây nào mà nó chắc chắn thì em mới dám ghi đã. Đây, có cây thì nó rất là đẹp, có cây trắng thì trắng tinh luôn đấy ạ. Đó. À, em bán với giá là 380.000 một chậu, mua 2 chậu thì em bán giá là 530.000 2 chậu nhá cả nhà nhá. Đó, rất là đẹp luôn, đai châu đôi của gia đình em. Đây, trồng vào trong cái chậu này. Đấy, xinh quá. Những cây này cây màu trắng này. Đó. Và tiếp theo đây chính là những cái con đai châu rất là xinh xắn, dễ thương của gia đình em Thảo. Và đây chính là đai châu tím xanh blue. Blue tím xanh đây. Đây là cây của nó này. Rất là nhiều cặp lá, trên 5 cặp lá nhá. Và cây của nó là cái dòng đai châu lai về vanda nên là cái lá của nó cũng không to. Không to lắm đâu. Nó chỉ khoảng tầm bằng lá cáo thôi. Khoảng tầm 3cm hơn này. Đó. Đây là cây đẹp không ạ? Nhìn này. Em bán 250.000 một cây. Màu này là màu độc luôn đấy. Không có nhiều đâu. Đây này, nhìn xinh quá là xinh luôn đấy. Ôi, nó còn dính cái này. Đó. Anh chị em nào mà thích thì chúng ta có thể lấy về chúng ta chơi lá thôi. Nhìn nó xinh chưa? Hoa nở vào Tết nên là mọi người yêu mến lắm đây. Cây nào như cây nào luôn ạ. À? Em bán với giá là 250.000. Đó, mua 3 cây là 700.000 nhá cả nhà nhá. Rất là đẹp, xinh tươi, dễ thương đúng không ạ? Và đây chính là giả hạc Đắc Lây, hay gọi là hoàng hậu của vùng Tây Nguyên đúng không ạ? Giả hạc Đắc Lây em bán với giá là 75.000 một cây. Giả hạc Đắc Lây nhá. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Cây của nó cao khoảng từ 4 cho đến 3 cho đến 4 cm, 5 cm đúng không ạ? Và ở bên trên này đây, đây chính là cây năm cánh trắng mắt nai của gia đình em Thảo. Mỗi một cây như cả nhà đang nhìn, như em đang cầm ở trên tay này đây ạ. Em sẽ đo xem là nó cao bao nhiêu nhá. Em Thảo sắm được cái cây này, cái cây thứ này. Khoảng từ 6 cho đến 8 cm nhé cả nhà nhé. Mỗi một chậu thì gồm có 1 đến 2 thân. Đấy. À, cây này thì em bán với giá cũng rất là mềm thôi ạ. Em bán là 80.000 một chậu.
Mắt nai nhá cả nhà nhá. Năm cánh trắng mắt nai là một trong những cái dòng hoa rất đẹp đúng không ạ? Đấy, rất là xinh luôn. Em cũng không có nhiều. Và tiếp theo đây chính là hạc vĩ lá biên của gia đình em Thảo, hay gọi là hạc vĩ lá biên này, như cả nhà đang nhìn này. Nó là một trong những cái dòng hoa lá biên phát tài và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Mặt bông thì cực kỳ là đẹp luôn. Và ngày hôm nay như hôm qua thì em còn quay còn rất là nhiều luôn ạ. Nhưng mà ngày hôm nay hiện tại gia đình em còn có một chút ít thôi, nên là em sẽ thanh lý là 3 cốc này, 3 cốc này với giá rất là mềm luôn ạ. Mua 3 cốc này giá 200.000 thôi. Đó, hiện tại thì em chỉ còn có này. Bình thường là 2 cốc là 200 đúng không? Hôm nay em bán 3 cốc 200 thì sẽ còn khoảng 1 này, 2, 3, 4. Còn chỉ khoảng được cho 5 anh chị em nữa thôi là em hết hàng rồi. Và hạc vĩ lá biên này là hàng ươm ki, và nó là hàng lá biên phát tài, được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến, nên là hàng cây nó vừa mới lớn thôi là đã xuất hết rồi. Đó, như cả nhà đang nhìn này, mỗi một chậu gồm từ 2 cho đến 3 ki, chủ yếu là 2 ki nhá. Cây rất là đẹp. Đó, cây của nó cũng không cao đâu, cây khoảng từ 2 cho đến 8 cm thôi nhá cả nhà nhá. Đây ạ. Đẹp lắm, lá biên phát tài nhá. Và cái dòng hoa này thì có mặt bông cũng cực kỳ là xinh, cây rất là khỏe, hàng đi thân. Đó là đặc biệt được nhiều cô chú anh chị yêu mến. Em bán là 200.000 được 3 chậu. Tiếp theo đây chính là một cái dòng hoa được rất nhiều anh chị em yêu thích, đó chính là lan ngọc nữ, là cái tên em tự đặt thôi ạ, chứ thực ra nó tên là đùi gá năm cánh trắng họng tím. Đấy, đó là một trong những cái dòng hoa rất là đẹp, và em nhìn thấy cái mặt bông của nó rất là độc đáo nè, cánh trắng tinh, họng tím và có hương thơm rất là dịu dàng. Và cái dòng này thì cũng không có nhiều, nên là em đặt tên cho nó là lan ngọc nữ. Đó là một cái tên rất là xinh và rất là xứng đáng cho dòng hoa này đúng không ạ? Như cả nhà đang nhìn thấy chính là cái thân của nó này. Đó, mỗi một chậu thì khoảng từ 2 đến 3 thân tơ. Và rất là giống với hình dáng Denzo đúng không ạ? Rất là giống với hình dáng Denzo Xuân. Và cái cách chăm sóc nó rất là dễ dàng. Cái dòng hoa này có sức sống rất là mạnh mẽ. Đấy, nhưng mà hoa lại đặc biệt hơn với Denzo đúng không ạ? Nó chính là nó có cánh trắng tinh, họng của nó tím rất là đẹp. Đó, và rất là dịu dàng đúng không ạ? Mùi hương thơm của nó trầm nhá. Nó rất là thơm nhưng mà hương thơm của nó không gọi là hắc đâu, mà nó rất là dịu dàng, rất là trầm. Đó, nó rất là thơm. Và riêng cá nhân của em Thảo thì em rất là thích cái dòng hoa này. Đó, vì em vừa quay, em phải vừa cầm hai cái điện thoại em soi nữa, nên là em sẽ soi cho nó, cho cả nhà nhìn này. Đó, mỗi một cây dài khoảng từ 12 cho đến 20 cm này. Đây, cây này này. Đó. Đây. Đây này. Đây nhá. Đó. Đẹp không ạ? Và em sẽ nói luôn nhá, khi mà em gửi cho cả nhà ấy thì em sẽ bóc chậu ra nhá, xong em sẽ lấy giấy về em cuộn cái bầu nó vào. Đó, vì em một lớp bông dưới một lớp bông trên này sẽ không sao hết, bởi vì khi mà em gửi cả chậu như này thì nó rất là bị, nó rất là không an toàn đúng không ạ? Nên em sẽ bóc chậu ra nhá cả nhà nhá. Đó, và như vậy thì anh chị em thứ nhất là sẽ cây của mình không bị ảnh hưởng, thứ hai là mình sẽ được lợi hơn về cái tiền cước đúng không ạ? Và thứ ba là cây của mình rất là xinh, nên như cả nhà đang nhìn ạ. Đó, đây là lan ngọc nữ nhá. Đó, khi mà cả nhà mua về thì em thấy là rất nhiều anh chị em khi mà nhận hoa về thì đều đeo thẻ cho cây, tức là chúng ta đeo vào trong cái này đó để cho chúng ta phân biệt đúng không ạ? Giống như là cây kiếm của gia đình em, giống như cây kiếm của gia đình em này, em đeo thẻ cho nó này. Đó. Và lan ngọc nữ này trên thị trường họ bán rất là mắc đồ họa. Và riêng em Thảo hôm nay em bán giá cực kỳ mềm luôn, 260.000 một chậu. Mua 2 chậu là 500.000. Đây, lan ngọc nữ xinh quá là xinh. Đấy, đây là đùi gá năm cánh trắng họng tím nhá cả nhà nhá. Đây là hàng của Thái, nên là cả nhà yên tâm là cây của nó cực kỳ là khỏe luôn đúng không ạ? Xinh xắn dễ thương. Đó, đang mất điện nên là em quay nó hơi tối một chút xíu, thì chắc chắn là khi có điện lại em Thảo sẽ quay chi tiết hơn, rõ nét hơn cho anh chị em nhé. Và tiếp theo đây chính là cây phi điệp nù tam bố của gia đình em Thảo. Nù tam bố là một trong những dòng hoa có mặt bông rất là đẹp, theo về kinh tế thì nó cũng có giá trị kinh tế rất là cao đúng không ạ? Và nù tam bố cây của nó cao, đây ạ, cây nó cũng không cao lắm đâu, cao khoảng từ 2 cho đến 5 cm nhé cả nhà nhé. Mỗi một chậu gồm từ 1 đến 2 thân. Đó, cây thì tím đỏ này. Đó, năm sau mà chúng ta chăm sóc tốt đấy ạ, nó có thể bằng ngón tay
út của chúng ta luôn đấy ạ. Đó, nụ tam bố em bán với giá là 80.000 một chậu nhé cả nhà nhé. 80.000 một chậu cây phi. Và tiếp theo đây em còn có một vài cây phi điệp hàng xổ số, nào là lá mít Hòa Bình, rồi là di linh, rồi lá đắc lây, được không ạ? Em sẽ bán với giá cực kỳ mềm luôn. Em thanh lý với giá là 50.000 một chậu thôi ạ. Em chỉ còn có mấy chậu này. Đó, em thanh lý nhá. Nó hàng xổ số luôn, bởi vì là em xếp lại với nhau rồi. Đợt vừa rồi em lấy em xuất vườn hơn 1.000 cây và hiện tại chỉ còn có mấy cây này thôi ạ. Đó, nên là em sẽ bán với giá là 50.000 một cây hàng phi điệp xổ số nhá. Và đây chính là vật tư của gia đình em Thảo này. Đó, và trong quá trình bán lan thì rất nhiều cô chú anh chị hỏi đến cái kích rễ Thái này. Đó, và là một trong những dòng kích rễ rất là nhiều cô chú anh chị yêu mến. Đó, mỗi một lọ kích rễ này bình thường em bán là 90.000 một lọ. Ngày hôm nay em bán giảm giá xuống chỉ còn có 70.000 một lọ thôi. Anh chị em nào mà yêu mến cái này có thể là sưu tập, có thể là mua về để chúng ta pha. Đó, 1 đến 2 giọt cho 3 lít nước cả nhà nhé. Đó, pha cái này rất là thích. Kích rễ ầm luôn và hàng rất là tốt ạ. Đó, anh chỉ còn có khoảng tầm 50 chậu nữa, 50 lọ nữa là em hết hàng đấy ạ. Đó, hôm nay em bán giảm giá rất là tốt luôn, giá rất là mềm. Và đây chính là B1 của gia đình em Thảo này. B1 lọ 100ml là em bán với giá là 40.000 này. Kích rễ của Mỹ Riot 50.000 này. Đó, kích rễ của này. Và ngày hôm nay anh chị em nào mà muốn mua hàng ấy thì em sẽ tặng cho cả nhà về cái Artisoc này để chống sốc cho cây. Đó, Artisoc này là một trong những cái dòng thuốc để tăng sức đề kháng cho cây, để cho cây có thể là khỏe mạnh hơn, để cây không bị sốc với môi trường. Và đặc biệt là khi mà chúng ta vừa chuyển chậu xong thì chúng ta nên phun Artisoc này để cây của mình được khỏe mạnh và tăng sức đề kháng hơn. Đó, em chỉ còn có mấy lọ thôi. Đấy, chỉ trong này khi nào em tặng hết rồi thì em sẽ thôi, em không ngừng tặng nữa nhá. Đó. Và đây là kích rễ đài em bán là 80.000 này. Bả sen. Anh chị em nào mà trồng cây hoa mà chúng ta trồng ngồi ấy thì chúng ta có thể mua về chúng ta rắc, chúng ta bẫy sen, được không ạ? Đó. Em bán là 35.000. Đây là loại rắc và không hề ảnh hưởng đến cây nhá. Và anh chị em nào đang trồng cây mà muốn đi lá thật là khỏe, đúng không ạ? Muốn lá sum suê, xanh tươi thì chúng ta sử dụng thuốc tăng trưởng lá. Tăng trưởng lá này em bán 40.000 một lọ. Đó. 40.000 một lọ nhé. Nano bạc. Nano bạc gia đình em đây chính là hai cái dòng hoa để đặc trị vi khuẩn, chống thối nhũn. Đó, cái dòng này nếu mà chúng ta ở mức độ nhẹ thì chúng ta sử dụng nano bạc. Và riêng đối với nano bạc thì nó rất là an toàn cho sức khỏe và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến này. Còn cái nếu mà chúng ta đã bị nấm thì chúng ta có thể sử dụng đặc trị vi khuẩn này. Đó, đặc trị vi khuẩn này em bán với giá là 35.000. Còn nano bạc thì em bán 40.000 nhá. Và dây buộc lan chuyên dụng này. Đó, ở bên trong này, cái dây này là bên trong nó là thép này. Và được bọc ở ngoài là nhựa nên là chúng ta cắt rất là dễ, chúng ta buộc rất là dễ. Và đây này, khi mà chúng ta cắt thì chúng ta sử dụng cái gói đặc biệt để chúng ta trị nấm. Đó, cái dòng này trị nấm thì là cái bọn nào nấm ấy nhiều ấy chúng ta phun luôn. Đó, đây một cái gói này chúng ta khoảng 16 đến 30 lít nước. Chúng ta có thể sử dụng đặc trị vi khuẩn cũng được, hoặc là sử dụng hiệu đặc biệt này cũng được. Đó. Và đây là gói phân tan chậm 14, 13, 13, hàng của Nhật, hàng cao cấp đấy ạ. Và đây là phân tan chậm trong vòng 6 tháng. Một gói này em bán 75.000. Đó. Đây, em cảm ơn cả gia đình mình đã luôn luôn ủng hộ Sóc Hoa Lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Và anh chị em mà đang xem video mà chưa đăng ký kênh của em Thảo thì hãy nhớ là đăng ký kênh bằng cách ấn vào chữ đăng ký, hiện lên cái chuông thông báo. Anh chị em ấn vào chuông thông báo nữa thôi là sẽ nhận được những video của gia đình em cập nhật hàng ngày. Và anh chị em đừng quên là hãy kết bạn Zalo với em Thảo theo số điện thoại 3 theo 3 cái số điện thoại em có ghi ở trên tiêu đề thì đều gặp em đấy đấy ạ. Đó, và bây giờ thì em xin cảm ơn cả gia đình mình một lần nữa. Và em xin kính chào và hẹn gặp lại gia đình mình ở video tiếp theo ạ.